bà chú Đức không phải. Thì anh em, hôm nay mình với Khanh đi săn sớm nè anh em. Có con cu nó ấp ở trên đó rồi anh em, nó nở có con à. Còn còn một cái trứng nó bị hư hay sao, nó đạp ra kìa, nó không nở anh em ơi. Nở có con à. Đây, nó mày cu này, nó đẻ rồi nó ấp. Có con trứng ra có con anh em ạ. Hai trứng có con à. Ê mà giấy nè anh em, đẹp chưa à. Trời này đi kiếm coi có cu xanh tôi hú vô anh em. Hôm nay hai anh em mình đi chiến xa một bữa nha. Đây hôm nay bắn một cây 7.5 theo yêu cầu của khách. Đây là cây thép XKD nha anh em nha. Khách đã đặt gia công cho khách. Đây là em Hữu ở Long An, em ấy đặt một cái cây có hai cái vạt một cái cúp. Thì khách đam mê đánh cầu anh em ạ, cho nên là khách đặt một cây có cúp luôn nè anh em thấy không. Đấy, đây là logo bằng đồng nha anh em, nhìn nó rất là nổi cây ná. Thế mới cái đê này thì mình bao đập chặt hai mặt này cho anh em nhé, mặt trước và mặt sau. Anh em đừng có bắn vào bên hông nha. Bên hông thì nó không có cứng bằng hai cái mặt này đâu. Hai cái mặt này mình đã tôi nó chuẩn rồi. Đấy. Còn bên hông mà mình tôi chuẩn luôn là mình sẽ không có hoàn thiện nó như vậy được. Rồi, ok. Khanh ra rồi nè. Hello bạn. Mát không? Mát không bạn? Mệt mỏi. Wow. Thôi go nha anh em. Hy vọng là sẽ lập được nên vài chiến tích to to từ cây ná cho khách. Vô anh em ơi. Con bóng con đen. Gớt, gớt nhả. Đâu đây nè. Gớt đâu đây nè. Thấy rồi. Chết mẹ. Đâu rồi? Lọt gớt kinh luôn ha. Ê, nó qua kia kìa. Đâu bên kia kìa, con trên đây còn. Con sao ba la nó lọt, ông kia nó lọt kính. Một con lọt kính rồi. Hả? Nó đâu rồi? Lội bển rồi. Nó đó có cậu cái gì kìa. Chết, chết luôn rồi. Chết rồi chết. Chúng gì nữa rồi đó. Hãy subscribe cho
rớt đứng nè. Cô rớt đứng nè. Nó rụng hay gì á. Đi lại kiếm con hướng đi. Đó rồi. Mày xin chỗ không vậy? Bụi kè hai con nó sống sống thường ra. Hả? Nó lên đây rồi. Đâu? Đây nè. Thấy không? Thấy. Thấy rồi. Được. Chết mẹ. Nó qua bà nhả nhả. Tôi bắn xỏ hết được rồi nè. Xỏ. Bị cánh rồi, xỏ hết lò rồi. Đó đó, lên trên á. Chết mẹ không lọt nói rồi. Mày xuống sông cũng chết à, đừng có xuống bẫy. Động đi, động đi. Yeah. Ấy da, trời ơi trời, nó muốn lên giấy luôn cái. Đâu rồi? Đâu? Nó lội bên kia nữa là xong luôn. Ôi nó quặn qua anh chỉ cái lùm dữ lắm á nhả. Thiệt tình chứ trời. Để nhẹ quá hay sao á. Đúng rồi, chết luôn rồi. Bể đầu phải không? Bể đầu rồi, tẹt nước bể đầu rồi. Quái nồi. Đã hay quá nha ơi. Đi giờ mình hoành qua anh kia anh em ơi. Nó cần lỗi nữa. Nó qua tới anh kia. Hoành chỗ anh kia lụm mới tính tiếp nha. Bằng cái éc. Gì á? Gì á? Ê, khi nào nó tỉnh vậy cái nó chạy qua bên bển luôn không? Nó tỉnh đi kìa. Ê, nó tỉnh. Lẹ. Và nó tới trong này đưa ra đây. Nhanh đi, cái dài tôi đau dữ lắm. Từ từ ông nội ơi. À. Đây nè. À, kéo vô mấy ông đi. Bao. Mày bao hơn cái gì nữa. Ôi nó nổi. Rồi nó nặng ông nội ơi. À, cái dài mình đang bị đau anh nè. Được rồi, được rồi. Được rồi, anh em ơi. Wow.
báo sáng báo sớm. Tắm thì tắm xong cái gì lên. À, còn tôi hổ sáng vô nó lạnh rung nè. Được nghe nè. Nãy qua bánh đụm được cái cú đất đó nè. Ờ. Chưa lụm được tôi hú lụm được cú đất à. Rồi. Tiếp tục nha nè. Đâu rồi? Tao thấy rồi. Chén đụng. Tính báo, báo sớm hả? Ông cứu nội. Rồi. Mượn vô, đúng rồi. Mượn vô. Cái cây nhớ ơi. Cái cây nào không? Cái này được không? Có rồi, nè. Từ từ để nó tuột xuống dưới luôn nè. Cái cây này sao mà dít vòng được. Cột cái nè. Cột cái nặng chi ra vô. Nè vô chỗ này được nè. Đâu rồi? Ướt nhẹp luôn rồi. Quá đã, vũ cho khô cái để nó. Cái héo à. Ừ. Ngon lành. Quá đã. Đi nè mày, qua. Đi nè, qua rồi. Quách tê, quách tê. Rồi. Không còn cộng. Ê, con cút. Đó, bà thấy 7.5 chưa? Bà thấy sự lợi hại chưa? Tôi thấy sáng giờ bà thả mấy con rồi. Bà thả nuôi, nó bự cái nuôi. Bà thả đi đâu bà hết điện rồi. Đó nữa nha. Quá ngủ quá. Bị mấy dân... Bị dân gắt cuôn chửi nữa. Ôi chửi gì nghe. Ba nghe tôi đâu nghe đâu mà. Kiếm được hả? Thôi đi. Tiếp tục nha nha. Đi nè mày. Con đâu? Mấy con bao nhiêu kia rồi? Giờ sao mà? Lội lộn không nói nhiều. Hả? Lội lộn. Đâu có đường bên kia. Ở đây không có xuồng hả? Ở đầu đường có đường qua không ta? Nãy đâu có đường qua. Có xuồng không? Không. Sao kỳ vậy? Phải lội hả? Anh đi mất tiêu giờ nè. Sao mất? Ba nói tôi nghe coi.
hai con xanh bay cắt đầu mình, nó đậu qua đó mà tao không có nhìn đó. Nó nhậu bản có xuồng kìa ông nội. Thôi lại lụm đi. Đầu 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 cầu hồi nãy không có đường qua mà, đúng không ta? Có không ta? Tức đẻ gì ấy. Chà, ấm dữ. Tính cởi nịt mày, cái quần này cởi hả? Tuột. Nhanh. Úi. Tới chuyện luôn. Ôi má. Mát mà. Mát lắm rồi. Thấy đó chưa? Khanh chạy như lụm mệt nè. Khanh đang gặm bánh mì. Đây. Khanh nó bắn lại nè. 10, 11, 17, 24. Đây, ít KD. Ôi, sáng giờ sát khí nhiều lắm nha Hữu ơi. Đây, cặp vợt có cái cúp này. Này có cúp luôn ba. Bắn ngày nãy có cúp, được cúp luôn à. Ba đừng có tấn nước nó. Nó chết chưa? Chưa. Chứ chết bỏ con cúp xe cho nó sống. Rồi dướng lưới rồi. Con gì chứ? Chanh. Dướng lưới rồi. Dính cá luôn rồi anh em ơi. Rồi tới đất rồi ông nội ơi. Đất này chắc cứng mà. Ấy cho nựng cái coi. Ôi gãy cánh. Ấy. Cái chuyện cam này ướt kìa. Ướt hả? Cua mái hả? Giống cua mái không? Ừ nè. Đấy. Còn giống đường viên nữa mà ta. Sau lưng đó nè. Ừ. Hồi ô trước cái này anh tròn do luôn anh ơi. Mặc đồ cho đi tiếp nha nè. Qua đã. Bắn cò lép chơi. Ừ. Lấy màu khỉ cha. Dịch vậy thôi chứ không phải nó nằm trên mặt nước đâu nha. Tôi đang nghiên cứu rồi ba. Con cọc kìa Khánh. Hả? Đó, cò trắng kìa. Ba đợi tôi lội ra ngoài tôi bắn. Ê, bự lắm nội, nặng lắm nội. Đó là chưa vậy á. Ừ. Mới có 2 tháng không bắn cái cung này. À, lúc trước ghi đi cung thôi. Tự nhiên đâu lên nó đứng. Đã rồi ta. Gãy cổ vô cánh chích ngắt. Cũng được lắm cha nè. Ừ, bự vậy ngon. Nặng mà. Con cá giữa cái lường vẫn bén không nội? Sao kỳ ta? Nó bự con. Nó cái lường nó vẫn có cái bén bén làm sao á. Nó bự con mà nó không mập. Ừ, nó không có mập được, nó không có tròn được. Kệ, kiếm 70 con về. Ở ở đây câu cá rô thầy chùa luôn. Thôi bỏ đi. Tiếp anh em ơi. Chết. Thấy mẹ rồi nhã ơi. Hả? Nó lội. Đang dài đâu á. Trời ơi, nó khuất cái đầu luôn kìa. Rồi xỉn rồi. Xỉn luôn, hai nó bường qua đó là mất đó. Lòng đầu rồi đi. Không có đi tôi lội cho. Đó, được rồi. Từ từ để. Đó. Không mất đâu, bà yên tâm. Chết tới bây giờ nè. Trời ơi, nó khuất khuất. Quá, nó mập vậy sao bắn. Nó khuất khuất trên đầu không à. Để tôi lội. Mà đứng đâu bắn đi. Nó không mất tiêu được rồi. Rồi.
Nó khuất rồi. Có cái xấu không ta? Có. Bự nhỏ biết đường, giật lộn biết đường tính nói. Sáng cũng nhỏ hơn ba thôi chứ không bự mà. Ui, nắm đầu cái một. Giờ tôi hết biết con cỏ đâu luôn rồi. Nó thấy rồi. Biết lỗi anh ba. Hả? Đây tôi bắn vòi. Thôi được rồi. Gà này tống dễ bắn rồi nè. Nó sớt đầu một viên nữa nè. Cái viên sau hình như bắn cái viên mà ba la đó. Ừ. Cái viên tôi bắn ba la đó nó sượt á. Chút xíu nữa là giống như tôi hú buổi sáng nữa rồi. Cũng làm nó phê nhiều lắm ba. Đó mày chạy nữa đi. Chạy đi. Cho mày đổi cánh. Cho mày đổi cánh mới nè. Nhìn. Sao nó mini trời. Mini tun vậy? Ơi vậy. Rồi lên thay đồ đi tiếp nè. Lôi tiếp hả? Không còn nữa nè em ơi. Ok nha. Cho Khanh một like nha anh em nha. Quay rất đẹp hơn nè. Con kia lụm luôn chứ sao vậy? Ý gọi. Thôi ông gọi. Con gì? Thấy rồi. Cha cha. Hù nó không à. Để chưa để cho đứng nghỉ mát. Cua này mày. Đi tiếp nha. Quay xe lại cái việc mà ủa quay xe lại kiếm chỗ quay xe ra bắn luôn á. Tầm này thua rồi, đậu để bay liền. Còn ứng diệt, ứng diệt, ứng diệt. Sẽ không còn. Từ từ. Để chút nữa, chút nữa. Chút. Gãy ơi, gãy cánh nhà ơi, nhà. Có đường vô không? Khóm mà, khóm đâu có đi được đâu. Tôi vô nữa không? Đợi tôi với. Từ từ. Chạy nó đi. Lo ăn việc đi. Từ thôi nó bóng bên kia đó. Từ từ. Từ từ. Nó trong mấy cái bụi này nè. Mấy chỗ này không? Từ từ Khánh. Đứt thung rồi, tôi đứt thung rồi. Dưới luôn. Cái đá tôi đâu rồi? Đứt thung luôn rồi, xui quá xui. Mà cũng quá hên. Bà đá anh ơi.
Ê, cầm cái đầu đó nè. Tôi sợ nó mổ mắt tôi giật lia hết chân đó. Chứ để nó mổ mắt sao? Nắm cái đầu tút cái đầu nó sợ chín rưỡi thôi. Quá tê. Từ từ. Nè cầm ơi. Hồi thở chút. Gì vậy? Ôi bự lắm anh em ơi. Thằng Khanh nó giật. Tôi giật thằng đừng nó cắn vô chứ đâu có giật nó xuống đất. Nó đừng cắn tôi. Chảy máu rồi. Gãy con tí cánh à. Bà giật bể cái ấy luôn rồi. Bậy viên sao viên đạn bắn trúng. Viên đạn của ba hả? Ừ. Cái sao cái hạ mẹ hỏng đó, viên sao á tôi bắn trúng đứt thun luôn á. Trời ơi bự dữ lắm anh em ơi. Nhiễu máu lên đây. Ai da. Ôi. Con này chắc cỡ ký từ ký từ ký ba. Thở gì chó vậy bà. Thiệt chứ hôm nay tôi bỏ á. Tôi đi hút nó luôn rồi. Tôi dây khóm nè đâm được nhừ hết trơn rồi. Cái giò của tôi không còn cái gì đâu ba ơi ba. Cái tay của tôi nhé. Cái giò nói chuyện cái giò không sao. Rồi, gặp cái cái quần jean tôi. Cái quần jean tôi nó gấp thế chứ. Trời ơi là trời sao hồi nãy mình vô cái mọt vậy ta? Sao mà không việc nằm vậy mà ba đi ngang mà không thấy. Quá lạ. Ê. Mổ mắt bà đó. Sao tới tê còn hơn tê tê chân cúc nữa. Từ từ để ê cái hả nè, để tôi lấy con thun tôi buộc cái mỏ nó lại từ từ đi mà buộc lại cũng vậy vậy quá lạ. Ôi nó bự nè. Ê có chừng đó không sao đâu. Sai ra. Quá tệ anh em ơi. Oh yeah, oh yeah. Rõ không, rõ không? Được. Cần chút xíu nữa. Đây hết nguyên cánh đâu. Hết chứ. Rồi. Có đã anh em ơi. Đây nè. Đi hai thùng cái đứt thùng rồi. Đi tiếp anh em ơi. Tiếp tục đi anh em. Quá tệ. Ê, hàng khủng. Quá đã, quá đã. Quá hên luôn. Thôi tiếp tục nha. Chết luôn hả? Chết rồi. Bà sao qua nổi này nhá? Sao qua nổi cái này? Nhảy qua. Tôi mà nhảy cái quần á. Hả? Được không? Được, có cái cây nè. Có cái khúc cây nè. Ôi cha ơi là cha. Ôi đụng tôi nhảy không. Tôi thua rồi, tôi nhảy không có qua má ơi. Bà biết làm sao không? Nó nhảy lên hướng viên đạn của tôi. Tôi nghe viên đạn cái phụt xuống nước mà. Tôi tưởng đâu tôi đợi bà lại đi mà. Đâu gãy cổ xuyên qua anh kia á. Thiệt độc mấy. Cũng tới nè. Ôi ôi má nước cái này chắc cuối cái móng giò luôn á Khanh. Quá hên. Việc xong cái bắn trời ơi trời bá đồ quỷ này tôi bắn bà một ngày có 100 con mà hụt hết mẹ 99 con rồi đó. Nên chúng con này đó. Nói rồi sao bay lại. Cũng bay thôi. Thì ba bay một nhịp xuống cái cây đó xong ba bay lên đây cái nữa. Trời ơi đã nước thúi rồi. Liễn đây chứ gớt cái này chứ thúi nữa thì chứ. Ê mập ghê ba. Ủa. Má nó dài đầu rồi.
nè anh em coi nè, nè một cái tủm nè, nè đó, nè đó. Con gì hình quá không chào dài từ đầu tôi dám mạnh đó nè, đây của ba đó à, nó hành hạ nó tao quá trời quá đất luôn á, nặng ghế ra. Ờ con nó nặng hết hồn luôn á, rồi quẹo đeo luôn rồi thì cổ mà nó vừa nhảy lên viên đạn tới đồ ngu thì cổ. Thôi đi tiếp nha nè. Chết một con bể. Đâu rồi? Sao lượm nổi nè, tôi lượm con trống mà năm cái con anh ơi, hả năm cái con sao rồi ta, nữa từ từ qua dạy chứ mới được. Mẹ không đâu rồi, đâu rồi, đây đây nè, đây nè, đây nè, đâu nè, chứ chưa qua nữa. Ê à, bể đầu rồi. Ê nó vũ máu nằm mặt tôi lên lên hên vậy hả? Ôi quá liếm con miếng à cha ơi cha, hả? Ui trời ơi, nó liếm con miếng hả? À, bể con mắt rồi, con mắt đâm ra kia rồi. Ui ui nó đẹp xanh em ơi, quá hên. Má của khách mày dữ người ta, quá hên nè, mở bỏ liền luôn đi. Ê nhỏ hai cánh đó hả? Nhỏ mấy con cánh đi, nhỏ hai chéo chéo nhỏ luôn đi cho anh chắc bay, được khiên lát nó tỉnh sao nó bể con miếng à. Rồi ôi đúng đường rồi bọn ơi, quá đã quá tê. Đây nè, lại đây mày. Lại đây đã. Con ghĩa nhảy ra chạy mất tiêu à. Chết rồi, con nó chắc chết đó. Tỉnh queo à. Trời ơi, xanh nó đâu nó dựng dựng nó chạy. Ôi, vừa tới nhìn thấy hết hồn luôn chăng. Thôi, tiếp anh em ơi, mấy con kia để bay đâu? Bay ra ngoài đó đó. Ra ngoài hướng ngoài hả? À, ra ngoài đó nó đợi mình cái gì? Mình thấy không? Thôi, đi tiếp nha. Nó bay nãy con này. Bên đó ba con, bên này mấy con. Ủa rồi. Ê, thì anh em còn Khanh dọc kìa. Ê, mình đi Khanh về rồi anh em. À, cây SKD của khách quá biết nè mà. Khanh đã bắn quá trời rồi. Ê, hello. Hai cũng còn sống nè anh em. Đây, ba con cò. Một con này. Một con tu hú, ba con của... Đây. Đây mới là hàng VIP. Rồi. Nó đã ị rồi. Nó mạnh lắm ba. Nó còn mạnh phụ quá. Trời ơi. Nó mạnh dữ vậy. Con Khanh nha anh em. Con Khanh nó dọc kìa. Con diệt lửa nha anh em. Nè, thì ba coi cái gì nè. Cái gì tôi bắn nè. Mình cũng nói cho anh em biết là cái con diệt lửa này á, thì tra là nó sẽ không có trong sách đỏ anh em nha. Diệt lửa, diệt xám và những cái loài vạc là không có nằm trong sách đỏ anh em nha. Buông nó ra. Buông nó chạy làm sao? Đó, thì hôm nay được ba con cù đất. Con tù hú, hai cù xanh, hai cù xanh đường sống luôn kìa. Ở sao ba lật nó vậy, nó không lật lại luôn rồi? Ủa? Ba đụng ba bóp nó chết về luôn rồi. Sao chết được, vô lý vậy? Nè. Ôi nó mới vậy là đã mừ. Ơi ba bóp nó chết ngắt luôn rồi. Là ba sao vậy? Rồi. Ý, còn Khanh nó dọc con việc nè anh em. Phá, thì hôm nay bắn thung hồng 055, 11, 17, 2, 40 anh em nha. Khanh bắn bi 7.5. Ôi, có cái đùi nữa kìa bá. Có vô người nổi không? Quá đã.
Hôm nay được con hàng khủng chứ còn mấy mớm thì bà nội rồi. Mớm ngon xui quá. Anh em nào có nhu cầu về thun bi ná hoặc là gia công những cái ná như thế này, gia công theo yêu cầu cho anh em, thì anh em hãy nhắn tin vào cái số Zalo mình để trên đây, mình sẽ gia công theo yêu cầu cho anh em nha. Đây là mình gia công theo ý của khách luôn nè. Đấy. Rồi, ghim nó vô Thanh đây. Rồi mình kết thúc clip đây nha. Thằng này nó dọc quá, nó dọc phá rồi. Trời ơi, trời. Rồi hẹn em clip sau nha anh em nha.